Từ tháng 7 năm 2019 đến nay, Tổng công ty Địa lực miền Bắc EVN NPC đã chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý chủ tịch kiêm tổng giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc và kiểm soát viên chuyên trách. Mô hình quản lý mới này đã thực sự góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể. Mới đây, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đối với ông Vũ Anh Tài, giám đốc ban quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thay ông Hồ Mạnh Tuấn, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghỉ hưu theo chế độ. Ông Dương Quang Thành Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trải qua 39 năm công tác, ông Hồ Mạnh Tuấn đã trải qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác, thực hiện nhiều nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty, góp phần cùng với Tập đoàn và EVN hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là những đóng góp trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác truyền thông của ngành điện lực Việt Nam. Hiện EVN đang chịu trách nhiệm đảm bảo điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc và Bắc miền Trung. Trong đó có 12 tỉnh là nông thôn, miền núi. Nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội An ninh quốc phòng cũng như đưa điện về nông thôn trong thời gian tới của EVN NPC là rất nặng nề. EVN kỳ vọng EVN NPC sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể của mô hình quản lý mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch tập đoàn giao, đưa tổng công ty trở thành đơn vị đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian tới.